Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Những tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Đoàn công tác tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng, tỉnh ủy viên, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc lãnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết số 12 NQTU ngày 9 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2021-2025 và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại huyện Thạch An. Theo báo cáo của huyện Thạch An, tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 là 74 tỷ 085 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư là 48 tỷ 035 triệu đồng với 43 dự án, vốn sự nghiệp 26 tỷ 050 triệu đồng. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được phân bổ tổng số vốn đầu tư năm 2022 là 9 tỷ 151 triệu đồng, thực hiện đầu tư 32 công trình. Vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có tổng kinh phí thực hiện là 19 tỷ 493 triệu đồng với 44 dự án, tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương mới chỉ đạt 2,6%. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 trên 67 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 10 tháng 10 năm 2022, huyện giải ngân được 14 tỷ 225 triệu đồng, đạt trên 81% kế hoạch. Số giao bổ sung đã giải ngân trên 12,7 tỷ, đạt trên 65% kế hoạch. Tại buổi làm việc, huyện kiến nghị tỉnh tổ chức mở các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, sớm phê duyệt dự án xây dựng trung tâm y tế huyện để huyện có đủ cơ sở pháp lý thông báo thu hồi và xây dựng giá đất, bổ sung vốn và cho phép chuyển giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư phát triển quỹ đất thị trấn Đông Khê. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng, tỉnh ủy viên, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ động báo cáo những khó khăn vướng mắt để kịp thời tháo gỡ tập trung đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng thi công các công trình đảm bảo đúng quy định không để xảy ra sai phạm Đến nay, chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 35 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành chăn nuôi của tỉnh, tạo việc làm cho các lao động tại địa phương. 35 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi gồm dự án đầu tư nuôi lợn 18 dự án, dự án đầu tư nuôi châu bò 7 dự án, Dự án chăn nuôi tổng hợp 9 dự án, dự án đầu tư vào chế biến sản phẩm một dự án, có 19 trên 35 dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó dự án chăn nuôi bò sữa tại huyện Quảng Hòa là dự án mang tính đột phá trọng tâm trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn năm 2021-2025 với quy mô 10.000 con, mở ra hướng tiếp cận, hướng đi mới trong việc thay đổi cơ cấu trong sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Về hỗ trợ đầu tư theo nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐNC và nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐNC có 4 trên 19 dự án được hỗ trợ với tổng mức hỗ trợ trên 4.500 tỷ đồng gồm dự án trang trại chăn nuôi lợn giống, lợn thịt tiêu chuẩn công nghệ cao và hữu cơ ánh dương dự án chăn nuôi lợn hương rừng Cao Bằng của hợp tác xã Thắng Lợi, dự án trang trại chăn nuôi lợn giống, lợn thịt và gà ta theo quy mô tập trung đảm bảo an toàn sinh học của hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi Bảo Hưng, dự án trang trại chăn nuôi Vân Trình, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng 26 tháng 3. Có 8 trên 19 dự án đã được hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó có 4 trên 8 trang trại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cấp giấy về bảo vệ môi trường khi thực hiện các dự án, một số doanh nghiệp đã có những cải tiến trong kinh doanh và quản lý nên đã nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, các trang trại đã sử dụng được nguồn lao động tại địa phương, góp phần lớn vào việc giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân, góp phần vào các chương trình xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm nhà rột nát, đến nay, huyện Hà Quảng có trên 1.700 ngôi nhà được hoàn thiện, giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách có ngôi nhà kiên cố, khang trang, từ đó vượt lên khó khăn để an cư lạc nghiệp. Riêng năm 2021, toàn huyện có 549 nhà cần hỗ trợ theo đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát của tỉnh. Mặc dù chưa được bố trí kinh phí, huyện đã chủ động vận động nhân dân thực hiện. Đến nay có 340 trên 549 hộ đã và đang thực hiện, chiếm 61,9% trong đó có 288 hộ đã làm xong nhà ở và 52 hộ đang thi công. Để đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ, các hộ gia đình khởi công đúng thời gian kế hoạch, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tạm ứng 2 tỷ 675 triệu đồng kinh phí từ quỹ vì người nghèo huyện, quỹ nông thôn mới và kinh phí tạm ứng của tỉnh hỗ trợ cho 150 hộ. Giai đoạn năm 2022-2023, trên địa bàn huyện có 542 nhà cần hỗ trợ, trong đó sửa chữa 182 nhà, xây mới 360 nhà. Để đảm bảo hoàn thành đề án hỗ trợ xóa nhà tạm nhà rột nát theo đúng lộ trình của tỉnh, thời gian tới, huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn, thôn bản tuyên truyền vận động bà con giúp đỡ ngày công lao động, vận chuyển vật liệu giúp các gia đình sửa chữa, làm nhà mới, đảm bảo đạt tiêu chí ba cứng, nền cứng, khung, tường cứng và mái cứng, tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ nhân dân, huy động đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện, phấn đấu hoàn thành 542 nhà ở theo đề án của tỉnh trong năm 2023. Theo thông tin từ Sở Y tế từ 17 giờ ngày 21 tháng 10 đến 17 giờ ngày 22 tháng 10, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 9 trường hợp mắc Covid-19. Cụ thể, thành phố Cao Bằng 3 trường hợp, huyện Hạ Lang 1 trường hợp, huyện Hà Quảng 1 trường hợp, huyện Hòa An 3 trường hợp, huyện Trùng Khánh 1 trường hợp. Đến nay, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 98.018 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 97.465 trường hợp ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. 551 trường hợp ghi nhận đi từ các tỉnh thành trong nước trở về, hai trường hợp là công dân Việt Nam từ Trung Quốc về. Hiện có 11 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh, 122 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Trong ngày 22 tháng 10, có 4 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 97.821 người toàn tỉnh đã lấy 578.245 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19. Trong ngày 22 tháng 10, có 40 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua biên giới tỉnh Cao Bằng. Tiếp theo sau đây sẽ là tin tức trong nước quốc tế. Sáng ngày 23 tháng 10 tại trụ sở Trung ương Đảng Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị báo cáo những nội dung chủ yếu của nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình hành động của ban cán sự đảng chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết của bộ chính trị. Chương trình hành động của đảng đoàn quốc hội triển khai thực hiện nghị quyết của bộ chính trị. Đây là hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của bộ chính trị về phát triển vùng nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhằm triển khai thực hiện thống nhất kịp thời có hiệu quả, sớm đưa nghị quyết quan trọng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng về phát triển vùng. Nghị quyết 24 NQTU của Bộ Chính trị xác định vùng Đông Nam Bộ có vai trò vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của cả nước. Đông Nam Bộ phải là vùng phát triển năng động trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á, giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển với các vùng kinh tế khác một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 của vùng Đông Nam Bộ, theo đó tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn năm 2021-2030 đạt khoảng 8 đến 8,5%. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 380 triệu đồng, tương đương 14.500 USD tỷ trọng kinh tế số trong GDP khoảng 30 đến 35%, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 70 đến 75%, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực bất chấp những dự báo ảm đạm về kinh tế thế giới. Thông tin trên là những nhận định của báo chí chuyên gia quốc tế tuần qua. Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài. Báo cáo mới công bố của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN 3 dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay ở mức 7% nhờ nhu cầu bên ngoài mạnh mẽ, nhu cầu trong nước phục hồi và dòng vốn FDI mạnh. Trang web của Viện Kế toán Công chứng Anh và Sứ Wallet cho rằng, trong bối cảnh các nền kinh tế lớn gặp nhiều thách thức, các công ty chuyển dịch chuỗi cung ứng thì các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, đang có tiềm năng thúc đẩy kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Trang Việt Nam trích dẫn số liệu tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới cho biết, Việt Nam đứng thứ 48 trên 132 quốc gia về chỉ số đổi mới toàn cầu. Việt Nam hoạt động tốt ở nhiều khía cạnh, đặc biệt là công nghệ và FDI. Nhờ những bước phát triển nhanh chóng tích cực, trang EMS Now nhận định Việt Nam là một trong năm quốc gia đóng vai trò là những con hồ châu Á kỷ nguyên thứ hai với tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước vừa đưa ra cảnh báo về việc lợi dụng chính sách tiếp nhận lao động kỹ thuật của Hàn Quốc để lừa đảo. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết. Tháng 8 năm 2022, chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài sang làm việc trong các ngành nghề kỹ thuật theo hướng tăng chỉ tiêu tiếp nhận và giảm yêu cầu về trình độ chuyên môn kinh nghiệm làm việc. Sau khi Hàn Quốc thực hiện chính sách tuyển dụng mới, cục quản lý lao động ngoài nước đã nhận được phản ánh về việc một số cá nhân tổ chức không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài quảng cáo mời chào người lao động nộp tiền tham gia các khóa học nghề và thi tuyển để đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E7 không đúng quy định pháp luật của Việt Nam và Hàn Quốc. Cục quản lý lao động ngoài nước đề nghị người lao động cảnh giác với các thông tin mời chào lừa đảo nêu trên. Người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc trong các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ cơ khí, điện, điện tử, hàn cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cục quản lý lao động ngoài nước cũng lưu ý, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chỉ được tổ chức sơ tuyển tuyển chọn lao động sau khi được cục quản lý lao động ngoài nước chấp thuận việc chuẩn bị nguồn lao động hoặc đăng ký hợp đồng cung ứng lao động. Theo số liệu mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 10 năm 2022, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 7,2 triệu khách, giảm 11,6% so với tháng 9 năm 2022 và giảm 23,3% so với tháng 10 năm 2019. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,3 triệu khách giảm 1,4% so với tháng 9 năm 2022, tăng 2.794,6% so với tháng 10 năm 2021

Sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 10 năm 2022 đạt 3,5 triệu khách, giảm 11,7% so với tháng 9 năm 2022. Đây là tháng thứ hai liên tiếp sản lượng vận chuyển khách nội địa sụt giảm. Trước đó, sản lượng vận chuyển khách của các hãng hàng không Việt Nam tháng 9 năm 2022 cũng giảm tới 13% so với tháng 8 năm 2022. Việc sản lượng vận chuyển hành khách ghi nhận sự sụt giảm là do thị trường vận chuyển hàng không đã bước vào giai đoạn thấp điểm. Theo thông lệ, giai đoạn thấp điểm giai đoạn cuối năm có thể kéo dài đến hết tháng 12 hàng năm và chỉ tăng trở lại vào đợt cao điểm vận chuyển Tết. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ ngày 19 tháng 9 năm 2022 đến ngày 18 tháng 10 năm 2022, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 25.037 chuyến bay, giảm 17,6% so với tháng trước, trong đó có 23.314 chuyến cất cánh đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ là 93,1%, tăng 2,5 điểm so với tháng trước. Khoảng 2.012.400 người đã nhiễm COVID-19 ở Anh trong tuần kết thúc vào ngày mùng 10 tháng 10, tăng 15,4% so với tuần trước đó. Đây là kết quả khảo sát tình hình dịch COVID-19 hàng tuần của Văn phòng Thống kê Quốc gia, dữ liệu mới nhất cho thấy số ca mắc COVID-19 mới tại Anh đang tiếp tục tăng, có thể gần đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy sự lây lan của virus SARS-CoV-2 đang bắt đầu chậm lại ở nhiều vùng của nước Anh, chiếm phần lớn các trường hợp mắc. Tại London, số người nhiễm mới ở khu vực Đông Bắc và Tây Nam đã chững lại và ở Irmland, Tây Bắc và miền Đông nước Anh, con số này cũng đang bắt đầu giảm. Tỷ lệ nhiễm COVID-19 đang tăng ở những người trong độ tuổi từ 50 đến 69, nhưng chúng ở mức ngang bằng hoặc giảm ở trẻ em và nhóm dân số trưởng thành khác. Khảo sát của Văn phòng thống kê quốc gia Anh là thước đo tình hình COVID-19 chính xác nhất, nhưng dữ liệu có độ trễ nhỏ. Các nguồn dữ liệu khác cập nhật hơn nhưng kém toàn diện hơn, cũng cho thấy rằng làn sóng dịch COVID-19 tại Anh có thể đang đạt đến đỉnh điểm số liệu COVID-19 mới nhất của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho thấy tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 điều trị trong bệnh viện và nhân viên y tế đang giảm, tỷ lệ người nhập viện biểu thị cho số trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng rộng lớn. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh tiếp tục khuyến khích những người trên 50 tuổi đi tiêm mũi vaccine nhắc lại vì nhóm tuổi này có nguy cơ bệnh diễn tiến nghiêm trọng hơn nếu bị nhiễm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại